Anh đã xem phim này rất nhiều lần rồi. Anh xem phim này rất nhiều. Và cũng chính vì cái cảm xúc đó cho nên ngày hôm nay anh mới quyết định đưa cả khúc này vào trong cái phần thể hiện này nè. Em thấy anh tinh tế không? Dạ. Anh là fan hâm mộ của em đấy chứ. Dạ. Anh nhưng mà cái khúc trong phim em hát khúc nào em quên rồi ta. Anh là fan hâm mộ của em đấy chứ. Anh, em hát cái khúc mà cái chàng trai đến cái cây, cái cây giữa này. cái đồng thôn Nguyên Hoành đó. Ừ. Nó lòi ra anh ơi. Và bây giờ này là Ngạn bỏ Hà Lan đi và cái đoạn điệp khúc của bài Có Chàng Trai Viết Lên Cây này cất lên. Và cái một cái kỷ niệm là khúc này là em thu đúng một lần. Anh Victor Vũ anh ngồi ở ngoài, lúc đó em hát không nhạc. Bật cái xin lên cái em thử nha. Ngày cô ấy đi theo nơi. Ok xong rồi em đi ra đi. Hả? Em hát thử mà anh. Cái xong anh mới anh vẫn cho hát lại nhưng mà anh vẫn lấy cái đầu, anh nói là anh không biết tại sao nhưng mà cái đầu tiên là cảm xúc nhất. Anh không biết em cái cảm xúc đầu tiên khi mà em nhìn vào cái scene của anh Ngạn anh khóc, anh bỏ cô Hà Lan đi, hình như là em cảm xúc hơn. Còn khúc sau là em tập trung nhiều về cái kỹ thuật quá cho nên nó không còn cảm xúc nữa. Cho nên là xong rồi anh nói một câu em rất là tâm đắc cho tới bây giờ. Anh nói là em ơi, cái này là trong phim này là Ngạn hát chứ không phải ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Cho nên là nó có chật, nó có phô, nó có tí xíu nhưng mà nó là cảm xúc của Ngạn. Em nghe câu đó em đóng cửa em đi ra. Trời khỏi ơi. Hát nữa. Tại vì nó hay quá đâu cãi được đâu. Có cái chương trình nào mà hát đúng lần ra nhận cái C ngon lành trong một cái bài đó tràn đầy cảm xúc. Đâu anh, em còn lòng tiếng mà cả tuần lễ mà anh. Em lòng tiếng cho Ngạn hả? Dạ. Hả, em lòng tiếng cho Ngạn hả? Ơ thì mà không thiệt, em lồng tiếng cho Ngạn hả? Ủa anh Khang, anh không để ý đâu. Mời khách mời mà anh vậy. Mời khách mời mà anh không biết gì anh, em phải giả bộ. Em nói ủa anh không biết hả, em lồng tiếng cho Ngạn. Cái cách đặt vấn đề của anh đó là dụ khách mời vậy đó. Em hiểu không chứ. Dạ. Thằng bé lại không bắt mạch được. Ủa em lồng tiếng cho Ngạn hả? Dạ không. Không bắt được một cái mạch cảm xúc nào luôn. Chơi dừa lòng anh. Đâu giờ nói lại thử một câu cho anh nghe coi có đạn lúc mà Ngạn nói với cũng hai năm Hà Lan rồi. Đi. Một câu thôi. Cái đoạn chắc cái đầu nào đoạn mà cảm xúc nhớ nhất thôi. Ừ. Hà Lan ráng nha. Chờ Ngạn lên. Đó, xong rồi. Cảm xúc ha. Trời phải đạo diễn cho em đóng luôn là hay rồi. Ờ trời. Không, cái mặt vừa có tiếng nè, vừa có hát nè, mà bây giờ không đưa cái mặt lên để cho nó nhân chương trình Khang Show thì em hy vọng là các đạo diễn hay cho em một cơ hội nào đó. Chứ em đi cast không cho em đóng phim. Em ơi, anh nói vậy cho em đỡ động viên thôi mà em cũng làm tới. Thật ra cái mặt, cái nét biểu cảm của Ngạn nó là một cái con người, nó có một cái nét gì đó ngây thơ. Ý có anh nói là em nó hơi ngờ ngợt. Và trong cái chuyện tình cảm, anh ấy là một người thua thiệt. Còn nếu như đưa em vô đó thì nó bị lệch, nó ngược lại cái câu chuyện đó. Em hiểu không? Cái giọng của mình thì đúng như kiểu như vậy, nhưng mà cái mặt của mình thì nó không ra được cái điều thế đó. Thì cái giọng em lòng cho Ngạn, nhưng mà cái vai em đóng vai Dũng được không? Em nên đóng vai Dũng, cái mặt của em phù hợp với Dũng. Nó có chút gì đó, nó hơi đều đều tí xíu. Một đêm tuyệt vời.